Dạ, thanh minh chào chị. Dạ. Vâng, rồi bây giờ chị giới thiệu về họ tên, rồi mình gửi lời chào đến những khán giả vài điều sau này chị em mình trò chuyện nha. Dạ. Họ tên chị là gì? Em là Nguyễn Thị Hoa. Chị Nguyễn Thị Hoa sinh năm bao nhiêu chị hả? Em sinh năm 31, 1931. 1971. Dạ, rồi bây giờ chị Hoa tìm ai đây? Dạ, em tìm đứa con gái của em. Con gái tên gì hả chị? Dạ, Nguyễn Thị Thuận, sinh ngày 19 tháng 4 năm 2009. 209. Cũng đang nhỏ nha. Dạ, còn nhóm năm nay mới 15 tuổi à, hoàn cảnh trời của mình em tội em. Rồi bây giờ chị kể lại cái câu chuyện đó cho em nghe nào. Dạ, hồi nữa là em cũng đứa đó bơ bỏ em đi, cái em đi lùm thê lùm mướn cho họ em, cái tới ngày em sinh em đẻ cái con bà chị em á, bà chị ruột em á bỏ bà đưa cho em với tập đỏ nó cái, cho họ cái em sinh đẻ cái hồi nữa cái thơ ngon cái mổ mổ họng lấy tiền cái bà nó lên cái bà cho em 10 triệu mà em không lấy, em không lấy cái bà nó mía cái em lấy cái ba bồng gì bà nói là chữ thập đỏ bà nó tên Nguyễn Thị Nhi, ba chữ thập đỏ với cầu sông Hòn á cái xa cái thời cái giờ thoáng cái ba bởi vì cái là bó lùm giấy cơ sinh nó trong quê em đoàn quần là ba chụp hình con bé của em và cái ba đưa cho em này là cái tới bữa nay thì em mới nghe cái chị này chị lên mọn chị thấy ba đứa chị mà chỉ em nuối biết cho em cũng không biết là em không dùng cái má này em không biết nữa. Là có nghĩa là hồi đó là chị Nguyễn Thị Hoa sinh con ra đó thì là có một cái cô này ở bên cái hội chữ thập đỏ rồi người ta Dạ. xin. Dạ. Nhưng mà khi xin đó thì con của chị được mấy ngày hay là mấy tháng à? Không sinh ra bị cái thơ em thơ ngon hoàn cảnh em không có cái gì hết chứ cái là bọn lên bỏ bồng cái gì bên nuôi đâu được mấy tháng tháng nuôi em cũng lo anh tham ấy tội lắm cái mà đâu cũng có duyên đi qua nước ngoài à, đâu cũng mấy tháng cứ đi qua nước ngoài hầu năm đó em đi vô đang buôn mê em hớt cà phê có ba điện em về mà cái em chạy về cái em chạy liền ra chỗ chữ thập đỏ bỏ đó cái là hơi vợ chồng người có lo đo nó núi này nọ cái em thuyết minh với chị Việt Nam nó đoàn quần đi kia em kia thì hoàn cảnh em cũng khổ cực mà chờ em cũng có khen là thảo nói thiệt là hôm bé em cũng có duyên trời đi qua cũng cũng sướng bản thân á mà nuối hơi vợ chồng này chạy chị nuối hơi vợ chồng này là lâu bây giờ nam mới về thăm em chứ đừng bỏ em tội nghiệp em tội em tại vì có hoàn cảnh em nuối đứa cái hơi vợ chồng ok bác ta em liền chụp hình rồi đoàn quần anh. Rồi khoan, chị Hoa nói chậm chậm với em xíu. Thật sự là cái tiếng của chị nói em hơi khó nghe đấy. Thì ra là mình nói chậm chậm với em tí nhé. Dạ. Dạ. Chồng của chị Hoa là tên gì? Chồng của em á, ông á, em tự túc, cái ông á, ông cũng quen em cái độn bỏ đi luôn nữa. À, là có nghĩa là quen chị xong là chị sinh ra bé đó. Dạ, độn À. bỏ. Và cái thời điểm mà có cái bà Nguyễn Thị Nhì mà làm ở bên hội chữ thập đỏ đó đi qua xin đó, là sau đó mấy tháng là chị vẫn đi qua đi lại thăm con chị à? Dạ dạ đúng rồi Nhà của bà này ở đâu? Cái bà Nhì này là nhà đâu? nhà ở chỗ bỏ chỗ cái dưới cầu sông Hòn anh Ở đâu? cầu sông Cầu Hòn á Đà Nẵng ở dưới cầu sông Hòn á à, dưới cầu sông Hoàng hả? sông Hòn á ở Đà sông Nẵng cầu sông Hòn á sông Hoàng đúng không? dạ Hòn 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 trong bữa Hòn đó nghe Hòn giống như hòn đá đó dạ ha. Cầu sông Hòn. hòa chứ o hòa o trong bữa o đó anh o là o hòn hòn là hòn trong bữa là o đâu À, hoàn hoàn dạ với cầu à, sông Hòn á à cầu sông Hoàn. Dạ. Dưới cầu sông Hoàn này thì chị có cái số nhà cái địa chỉ gì cụ thể không?
cái nhòa bỏ lạc không phải cái nhòa mà như chỗ nó là cái như cái nhòa trẻ của bỏ lạc chữ thập đỏ của bỏ lạc, cái nhòa trẻ như y như em không đúng lố anh, y như bung con nít đó. Ví dụ đứa mà có duyên đi qua Việt Nam ha, Việt bữa nay cỡ nó là bóng đứa đi bé em này, ba đứa gớ một đứa đứa đi Mỹ, đi đi Úc, đứa đi Việt Kiều, đứa bé em đi Canada, còn đứa mô ở Việt Nam thì bả ít tiền, còn đứa ra thì bả nhiều tiền, bả trống mánh lá cho em À, không được anh. có nghĩa là bà này bà ấy cứ nhận trẻ con về rồi Dạ có những cái tổ chức ở nước ngoài đó đi qua đó mà ai muốn nhận con nuôi thì cứ đến dạ gặp bà đúng không, rồi ai mà ở Việt Nam mà nhận nuôi ấy, thì mất cho bà ít tiền, còn những dạ người mà ở nước ngoài ấy, thì sẽ phải chi tiền cho bà này nhiều hơn dạ đúng rồi đúng đó, không. đúng rồi Thì lúc nãy chị có kể cho em á, nhưng mà chị nói nhanh quá em nghe không có kịp, là có dạ hai ông bà này ở bên Canada là nhận con của chị để về nuôi. dạ Dạ. hơn trẻ mà đẻ con nó mắc miết qua chồng bé em. À. Là hai ông bà đó tên gì chị có biết không? Em không biết tên, hồi nữa em cũng thì em cũng dở lắm, hồi nữa em nhỏ mà em khờ lắm anh ơi, năm nay 16 năm ấy gì nè, chờ em mới công khâu xí chứ hồi nữa em khờ lắm anh nghe, giấy thư sinh á là cái gốc lạ tên ý bọn em Rồi nhưng mà con của chị có giấy khai sinh không? có giấy cơ sinh á, là ở ngồi bỏ cầm đầu chứ em không cầm, mà cái gốc lạ tên ý bọn em. À, là cái giấy khai sinh gốc đó là cái bà Nguyễn Thị Nhì này là bà cầm. Bả cầm mà nhưng mà cái gốc là tại ý bon ai, Rồi chị đọc cho dùm em cái nào, trong cái giấy khai sinh đó là địa chỉ ở đâu? em đâu biết giấy cơ sinh đó, em đặt ở tên ý bon đâu, em lấy đâu em đặt anh, Ý bon hả? ở tên ý bon của em ý bon nhân dân xã Duy Sơn á, À, ủy ban à dạ, à, ý bon xã Duy Sơn á. ủy ban khổ quá. Dạ ý ban Tiếng Quảng Nam, Quảng nhà. Nam. Nhưng Quảng mà à, cho em xem tấm hình nào, Em bé em đây rồi chị cầm xe cha ra cho em tí nào. À, cao cao lên tí, cao cao xíu, rồi gần gần lại tí, gần gần lại xíu chị, đó đúng rồi. À, chút xíu nữa chị chụp cái tấm hình này chị gửi lại cho em xin nhé. nè anh, nè anh không, em không biết chụp cái kiểu ren anh nghe, em chưa dùng nó má này em không biết. Rồi cái tấm hình đó là con của chị chụp lúc mấy tuổi? Hồi nữa là mấy tháng bỏ chụp, em không chụp, bỏ chụp ra tại cái lồng giấy cái sinh đây Mấy tháng, mấy tháng? mấy tháng có bỏ chụp bỏ tại ngoài nó bên đem về bỏ đưa cho em cái lên lồng giấy cái sinh, cái em nữa là anh vừa sinh ra là bỏ bông liền mà. Rồi tâm hình đó em nghĩ chắc khoảng khoảng tháng mấy, 2 tháng cùng à. Ừ, dạ đúng rồi đó, giết cái sinh vỡ hơi ba thoáng là lo lồn chứ tấm hình đi đây Rồi cho em mà hỏi này. Bà gì này bây giờ có còn khỏe nữa không? em cũng không biết cái nam nữa, cái hơi về chồng người có lo đo nó qua chồng bé em, cái em đông hết cà phê trong công nguyên, cái bà điện em về, cái em nhảy dựng em về, có bà kia bà vũ em chỗ nù cũng cái vô nam sát chỗ luôn, chỗ nù cũng cái vô, chỗ nù cũng cái vô, chị cho cô cho con 10 triệu nữa, con kêu em nó nói đi em kêu hậu kiện đi con lo đo cũng sướng bản thân em hơn ở Việt Nam, em cái vô đỏ rồi em cái vô hai rồi rốt cục em điện bỏ cam đa cái nào nó em đa, cái em điện bỏ cô nhì vợ ơi con đa quá cô cho con ít chồng bác kia không phải vậy, lộn số rồi rồi bác cắt má bác chạy luôn anh. Là cái hồi đó chỉ có xin bà mấy trăm ngàn mà bà kêu lộn số à hay sao? Dạ bác nghe lộn số rồi thì hồi nữa là baby em ký vô chỗ nù cũng ký vô, chỗ nù cũng ký vô, ký vô hết là bác cho em là 5 triệu nữa, hồi nữa 5 triệu rất to, năm nay con bé 15 tuổi ít nè, cái rồi em ký vô hái trời, cái thời gian em đạp cái chân cái nằm bệnh viện, cái kia cô nhì ơi cô cho con ít đồng mà con là mẹ bé Thuận đây, cái bác kia không phải vậy, lộn số rồi rồi bác kia. Nhưng mà theo như chị Hoa đó thì con của chị bây giờ có mang tên trong giấy khai sinh là Nguyễn Thị Thuận nữa không? Chắc có
đó anh, tại vì có đó. Giữa nhà của bà Nhì này và nhà chị ấy thì cách nhau xa không? Ồ xa lắm anh, từ em ở trong quê bỏ Đà Nẵng mà, em ở trong quê ở phía Bình Lan mà vô Trà Kiệu, còn ra Đà Nẵng là cũng mấy, cũng đi cũng mà đi xe má là cũng tiếng rưỡi đồng hồ, Tiếng rưỡi xa nhỉ. là xa lắm Rồi em hỏi này, từ hồi chứ. đó đến nay á, thì chị đã lần nào đi qua nhà bà Nhì này thêm một lần nào nữa chưa? Em chưa đi qua từ hồi nến chờ ra là ra thăm bé hơi lần ra bên làng con bé đi coi là đó từ biệt luôn tới trần luôn, Con của chị đi qua đó là năm bao nhiêu? là cái năm chục em có nhớ đâu, hầu mà em sinh con bé nên trời này năm đi con bé 15 tuổi thì em đi hăng hờn thoáng cái là em dọc của em thăm dọc em thăm thăm biết tội vô tham mấy cái nằm đang có củi ấp sách bố của ta bất tạo bất thương đó đó, cái thoáng đồ em cũng đồ em tham đó, cái đâu có thời gian em đi hết cà phê trong công nguyên đó, tự nhiên hơn người vợ chồng có đó, đó nó nhận con bé em sinh con bé em có bệnh điện nhảy dựng em về đó, bà điện nhảy dựng em về đó, cái em chạy về cái em phán u rồi là nể cái bất kể ta bà cô bà con nghe chưa, chú nô con cũng ký hợp tơ hủa con ký vô hết rồi, cô thêm cô cho con thêm 5 triệu nữa rồi nó tiền to các em cũng ký vô hết, cái rốt cục xa cái em đà cái chân cái kia của Nhi ơi, con là mẹ bé Thuận này của Nhi cái em vậy lộn số là lộn số rồi giờ chữ anh. Cái hồi đó là khả năng là cô Nhì này nói chỉ ký vào á, là giống như là cái giấy bán con luôn rồi đó. Đúng rồi đó anh, đúng bớn công, tại vì đi hồi nữa em thuyết minh với lạ cái chị người Việt Nam này cái người Colorado này cái họ nói là ok bác ba em đồng công họ chụp hình đoàn quân mà trừ tấm hình em vẫn còn ở bên nữa bên bên người Colorado đó mà, nhưng mà bà Nhi bà đem bên núi lệ người khóc tại vì biết nói tiếng nữa mà bên núi lệ khóc là vợ chồng trừ chị như ví dụ vợ chồng người Colorado nó về thăm em mà bó nó không hắn bón câu từ đầu chờ quyền của tôi đứa con này nó đang anh thấy không đậu em ăn Có ông gì nghĩa bên là mà hai vợ chồng người Canada và con của chị là có về thăm chị nhưng mà bà không cho thăm. không không gì thăm nói chị không không có thăm nói em nói là ví dụ em nói ví dụ em có cỡ nó hầu mà đi giờ nam có về thăm em nghe cái hơi về chồng ok bác ba em liền, mà nhưng mà ví dụ về thăm á là về thăm bỏ chứ không có thăm em được vì đang bác không có cho em nhận nhận mà tại vì là bác kêu hồi nữa em không chịu nhận chục triệu bỏ mà bên em mới nói biết em phải nhận mà bởi, em nói thiệt anh nó bị cái hoàn cảnh em nó khổ cực nữa có mới nói biết rồi em mới nhận cái xa cái rồi rốt cuộc bé đi cái rồi cái bà điện em nhảy dựng gì bác kêu cho nụ cũng cái cho nụ cũng cái cho nụ cũng cái cái rồi cô cho thêm 5 triệu nữa rốt cuộc không cho gì cả. Rồi thì bây giờ em tóm tắt lại cái ý của chị Hoa xíu nhá. Thật sự là không biết là quý khán giả trên kênh của Thành Nguyên sao, nhưng mà Thành Nguyên thấy cái tiếng của chị Hoa hơi hơi khó nghe xíu mà chị lại nói nhanh nữa, thành ra là em cũng nghe có câu được câu mất. Chị là chị Nguyễn Thị Hoa, sinh 1971 đúng không ạ, và chị đi tìm con gái của chị là Nguyễn Thị Thuận, sinh ngày 19 tháng 4 năm 2009. Dạ đúng rồi. Và khi mà mới sinh á, thì có một bà tên là bà Nguyễn Thị Nhì đó, thì hồi đó là bà làm ở hội chữ thập đỏ ở dưới cái cầu cầu sông Hạ hoặc cầu sông Hoàn ở Đà Nẵng, nhưng mà địa chỉ ấy, thì chị không có biết là địa chỉ ở đâu, cụ thể ở đâu chị không biết đúng không? Không, chờ em biết rồi, em biết là em biết chỗ nó chưa cầu sông Hoàn đi xuống tháng xuống tới là chữ thập đỏ rồi biết nhà quá nhờ chỗ nó là cái nhà trẻ ngang cái mặt đường mà nhưng cái nhà quả là em không biết thôi Nhưng mà bây giờ á, cái nhà trẻ đó bây giờ có còn hoạt động nữa không? không biết đường nữa, từ cái năm mà con bé em đi biết ngủ anh chờ cái thôi em không tới nữa luôn á anh này. Rồi bây giờ chị có số của cô đó nữa không? Số bỏ em điện thoại bỏ không bắt đêm nó kêu không phải em vậy lộn lộn suốt của nhì cái em đem bánh dục được Ôi thật bất kể không phải em vậy lộn số rồi em cũng đủ thứ số rồi em đem dục rồi
Em thì em không biết là con của chị bây giờ đi qua bên đó có được thay tên đổi họ không thì em cũng cũng không có rõ nha. Đó, thì cũng hy vọng rằng là hai người cha mẹ nuôi ở bên Canada đó thì sau này mà con chị lớn lên á, bây giờ có kể lại hay là có nói lại hay không á thì may ra thôi. Chứ bây giờ nếu mà không có nói nữa rồi bà nhì này cũng không cho hay nữa là cũng cũng khó đấy. Ý em nói ra đi, đừng cho bố biết, để tự mình thôi, đừng cho bố biết, để tự mình á, mình kiếm được cái chỗ này đồng hoàng đầu á, này nọ cái đồng hoàng đầu á, cái anh á, anh hiểu anh biết, anh kiếm vợ chồng Bây con giờ ra này, rồi. bây giờ á có một cách dễ giúp cho chị, đó là làm sao mà để biết được vợ chồng người Canada đó tên gì và địa chỉ của người đó ở đâu thì Thành Nguyên mới nhờ bà con ở bên đó tìm giùm cho chị được. Hồi nữa em không biết anh nghe à, hồi nữa đâu có cậu nó khờ lắm, đâu có hiểu biết đâu, nó rành rủa lắm, mà trời có bà nhị không để mơ mốt em đi ra Đà Nẵng, em đi xuống nhà chỗ bỏ thử Đúng rồi, chị xuống nhà của bà chị hỏi dùng cho em cái. thử Chứ bây giờ, có đó là cái không thông tin, duy nhất đấy. Bây giờ mà chị không có đi xuống với bà là cũng hơi khó. Mình đi một cái đến đó mình hỏi cho em cái, rồi có gì thông tin lại cho em. Nếu có thời dạ gian đấy, sắp xếp xong sớm. dạ đúng rồi, đừng dùng, đừng cho bà thấy, đừng cho bà biết, à, biết cái chỗ bà chỗ nó là không đi về, về là thông tin cho anh. Ngon, đi vào đó mình xin tên của hai cái người cha mẹ nuôi đó cho em luôn chứ. Xin nhà anh kêu xin xin nhà đâu Xin của cái bà nhì này này, đi vào gặp bà sụp nhì. ô của bọn trời ơi đất chí đó mà nào đó đó nó đã bấm mua công ai mà đừng đừng hẳn cho bé để bà hưởng ra anh Không để bà hưởng ra bố thì bây trời giờ đó. cái chuyện đó qua lâu rồi, bây giờ mình có xin thông tin chỉ nói với cô này. Con xin đây, xin địa chỉ của người ta đây nhưng mà không có nói cho người ta biết đâu. Sao nó phỉnh đồ đó đi đúng này Phỉnh à, phỉnh nói kìa à, cô nhì cô cho con cái số nó hơi chồng người con đo đo nó điện gì cho con đây chặt cái tay nó tay chi đi nó dạ phỉnh cái đúng cực rồi, chẳng lẽ bây giờ chỉ như vậy mà cô không có cho thì em đưa cái câu chuyện này lên là cộng đồng người ta sẽ nói cô nhiều lắm á, cho nên là Thành Nguyên nghĩ chắc cô sẽ cho cô bò lắm thôi. cô chứ mà tẻ bỏ làng rộng lắm anh nghe Việt Nam đưa đi Mỹ đưa đi Úc đưa đi Việt đi Việt đều đủ thứ nghe Chà. mà lăng biết mười mấy năm nay chờ em có ra em biết bỏ còn còn bung bóng đó không biết nữa Thôi thì làm liều đi chuyến đi nhá, được có sao à, thì thông tin cho em. nghe á ông qua em mới chết em phải ở nhà em thắp hương em nấu cơm em cúng hương giảm em cúng cơm giảm tới 49 nhà kìa mà trừ em cũng ý bạn của em cũng em nghe đi em cũng mừng dễ sợ luôn á mà trừ cũng để trừ em đi rồi ơi nhà cũng cơm mẹ thì không Thì thông mình đi mơ bữa em đi thôi, mình đi bữa thôi, có gì nhờ người ta. số em đi ra đồ em bận công đi đi chả đi cái rồi gì đúng rồi đúng rồi đúng rồi Đúng rồi nhé, có gì báo sớm cho em nhé. dạ được đầu game gì em bố cho anh này Ok, với sớm sớm nha, tranh thủ đi. Dạ, dạ rồi. cái chị ni á chị Nam ni á là chỉ gần nhà em chỉ bà con nhà em mà cái chị lên mọn chị biết miết cái chị nú em cái em cũng biết nữa chị nú em cái em này em má cục gạch em biết cái em kêu ờ em có đứa con đó chị Nam chị bà em cái rồi chị bà em hỏi em đạt em biết rồi nè thì em hậu tọa cái thằng không chụp được đứa được em hậu tọa cái thằng không anh À, là chị Hoa sẽ hậu tả cho cô chú anh chị trên cộng đồng nếu như ai biết được con của chị đúng không? dạ Rồi, ok, thấy chị tội nghiệp quá, chị ở nhà làm gì? dạ em thì cũng thì cho mẹ cháy chân hôm qua mới chết bà ấm cùng à anh cũng chết rồi không còn ế cũng mình em đi đây trừ không trừ em phải kiếm bé gì ở với em tạo mình em tạo
Tổng nghiệp em đi làm thuê làm mướn miết chứ đâu làm chỉ có em đi mấy năm em mạnh khỏe em đi đi nuôi người già bệnh quặn ở Đà Nẵng á, mà chừng của em đa em làm giờ em chết rồi em phải về nhà đây. Có nghĩa là Bởi vì mẹ mẹ chị mất rồi rồi ba của chị cũng vừa mẹ mới mất rồi xong à? em với anh em mất năm nay 25 năm, còn bố em mất hơn mi hơn ngày đây. 22 ngày nay. Dạ Trời ơi, tội nghiệp thế. Rồi bây giờ có dạ ai đang ở với cùng với chị? dạ của mình em ở thì chứ anh em nói thiệt em nói lố đâu gì nan đi á, chỉ lên mọn chỉ thấy cái chị em nói vậy em kịp đây em nói đây Thôi vậy cái này. em. Thôi vậy này. Nếu như có ai trên cộng đồng mà có tìm được con của chị á, nhá, Dạ biết được thông dạ tin á, thì dạ em sẽ đứng ra em giúp cho dạ chị hầu tả cho cô chú anh chị trên cộng đồng số tiền là 5 triệu dạ nhá. Cảm ơn anh cố gắng giúp đỡ giùm mà cho em cái trong trong bé gì vậy này nọ của em tổng nghiệp em trừ em thì chồng con người đứa đó cho mẹ cháy cái đầu anh cũng cháy cái đầu cũng có hết sao của mình em chưa quen đi bắt đầu hôm qua thì mới cháy bở mình em tự bởi đưa em mới đi kiếm con bé ra chứ Việt Nam là qua cầu anh cầu này không đi kiếm rồi. Rồi thôi cố gắng nhá. Bây giờ này nghe em nói này, cố gắng đi về chỗ cái nhà bà Nguyễn Thị Nhì đó, hỏi Dạ. gặp được bà thì càng tốt, hỏi dùm cho em cái là ông bà mà nhận con chỉ làm con nuôi đó là Dạ. tên gì, địa chỉ bên đó là ở đâu, thì cần vậy thôi, rồi có gì em giúp thêm cho nhá. Em sợ là bà Nhì bớt không trả lời nghe, em sợ cái bà nó bớt không trả lời nghe. Bây giờ này Sao em đi đi, mời đây em đi. rồi, bây giờ nghe em này, đầu tiên nó vào năn nỉ không được á, cần thiết á, lạy bà luôn, quỳ xuống xin lạy bà luôn cũng được nữa. Trình bày cái hoàn cảnh của mình nó khó khăn nó khổ như vậy nhá, rồi chắc cô đó cô sẽ đồng lòng thôi, với lại là nếu như cô biết mà không có nói thì bà con anh em xung quanh cái khu vực đó người ta sẽ nói vô nói ra trên cộng đồng nữa, thì chắc bà cũng sẽ giúp cho chị thôi ha. Dạ mà em lạ là mười mấy năm nay em biết bà còn lồn nó không biết đường nữa hầu nó là bà cũng sùng sùng rồi anh nghe Sồn sồn là sợ cái gì? bà, người bà sùng sùng rồi Tùng đó đi hàng bà tùng. có khoảng 60 mấy tuổi rồi đó không biết bên này tới năm nay bà không biết đường nữa này 60 sáu mấy gọi là xôn xôn hả? Thôi được rồi. Dạ thôi em giỡn xíu cho vui vậy thôi, chứ em cũng không hiểu cái ý của chị. Rồi ok, có sao thì cứ đi tìm đi, rồi có gì báo lại cho em nhé. Dạ mưa em chạy ra nẻn nè Dạ dạ rồi mai chạy đi chụp luôn ha. dạ em rồi xuống chụp rồi rồi có gì thì đâu rồi, cái hình đâu rồi, rồi dạ cái hình đây rồi có gì thì em cũng chúc cho chị và gia đình nhiều sức khỏe nhá, rồi có sao dạ thì em sẽ thông tin ha. dạ em cảm ơn anh rất nhiều anh cố Dạ gắng ừ. đỡ cho mẹ em cũng mang anh rất Ừ, nhiều rồi ok chị, chào chị nha. dạ 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 dạ